Cô tên là Ngọc Thúy, cô rất vui được gặp lại các em trong chương trình vật lý lớp 7. Và bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của bài 2 và bài 3, định luật truyền thẳng của ánh sáng và ứng dụng. Ở bài này các em sẽ được tìm hiểu các nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về định luật truyền thẳng của ánh sáng. Nội dung thứ hai, các em sẽ được tìm hiểu về cách để biểu diễn đường truyền của ánh sáng. Và nội dung thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cái ứng dụng về định luật truyền thẳng ánh sáng để giải thích được một số hiện tượng trong đời sống. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào bài học các em nhé. Chúng ta đi vào nội dung đầu tiên, định luật truyền thẳng của ánh sáng. Cô mời các em quan sát hình ảnh của thí nghiệm 1 sau đây. Ở thí nghiệm này các em thấy đó chính là ta dùng một cái ống rỗng để quan sát dây tóc của đèn pin đang phát sáng. Vậy theo các em, trong trường hợp ta dùng ống cong và ống thẳng, trường hợp nào mắt ta sẽ nhìn thấy được ánh sáng từ đèn dây tóc truyền đến? Các em thấy là khi mà ta sử dụng ống thẳng thì lúc này ánh sáng từ đèn dây tóc có thể truyền đến được mắt của chúng ta. Cô mời các em quan sát tiếp thí nghiệm thứ hai. Thí nghiệm thứ hai tiến hành như sau. Ta có 3 cái tấm bìa 1, 2 và 3. Trên 3 cái tấm bìa này sẽ có khoét một cái lỗ nhỏ sao cho cái độ cao của lỗ này tương ứng với lại cái bóng đèn. Bây giờ ta đặt cái bóng đèn, cái miếng bìa thứ nhất và miếng bìa thứ ba nằm trên cùng một đường thẳng. Và ta sẽ di chuyển cái miếng bìa thứ hai sao cho khi mà đặt mắt ở phía sau cái tấm bìa thứ ba, ta có thể nhìn thấy được ánh sáng từ đèn phát ra. Cô mời các em quan sát thí nghiệm. Các em thấy là gì? Khi mà chúng ta di chuyển cái tấm bìa thứ hai nằm trên cùng đường thẳng với lại tấm bìa thứ nhất và tấm bìa thứ ba, tức là lúc này ba cái tấm bìa thứ nhất, thứ hai và thứ ba nó thẳng hàng với nhau, thì cái ánh sáng từ bóng đèn nó sẽ truyền qua được các cái lỗ trên những cái tấm bìa và truyền đến được mắt của chúng ta. Từ thí nghiệm trên chúng ta rút ra được đường truyền của ánh sáng như sau. Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng. Và người ta nhận thấy, nhận xét trên cũng đúng khi ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt và đồng tính như nước, thủy tinh. Từ đó ta rút ra được định luật truyền thẳng của ánh sáng như sau. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Vậy ta vận dụng cái định luật truyền thẳng trong đời sống hàng ngày như thế nào các em? Cô mời các em quan sát cái hình ảnh sau đây. Ở hình ảnh này các em thấy là các bạn học sinh đang xếp hàng trong một buổi tập nghi thức đội. Vậy một câu hỏi đặt ra đó chính là làm cách nào để bạn chi đội trưởng biết được là các bạn trong đội đã đứng thẳng hàng hay chưa? Để trả lời cho câu hỏi này, các em sẽ vận dụng cái định luật truyền thẳng mà chúng ta vừa tìm hiểu. Các em thấy là lúc này bạn chi đội trưởng chỉ cần đứng trước ha, đứng trước các bạn đầu tiên và ngắm. Lúc này các bạn đầu tiên mà che khuất được những cái bạn ở phía sau thì chứng tỏ là các bạn đã đứng thẳng hàng. Bởi vì sao các em? Bởi vì ta biết là ánh sáng truyền đi theo đường thẳng, nên lúc này ánh sáng từ các bạn phía sau không truyền được đến mắt của bạn chi đội trưởng, bởi vì đã bị bạn đầu tiên che khuất, nên ta biết các bạn đang đứng thẳng hàng. Vậy đường truyền của ánh sáng được biểu diễn như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu sang nội dung tiếp theo. Biểu diễn đường truyền của ánh sáng. Một nhỏ, các em sẽ đi tìm hiểu về cách biểu diễn đường truyền của tia sáng. Ta quy ước biểu diễn đường truyền của tia sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Đường này gọi là tia sáng. Và đây là cách để ta biểu diễn đường truyền của tia sáng. Để hiểu rõ hơn, cô mời các em quan sát cái ví dụ sau đây. Ở đây ta có một người đang nhìn vào một điểm trên cái đèn pin đang sáng. Thì cái đoạn thẳng SM ha, sẽ biểu diễn cái đường truyền của tia sáng từ đèn truyền vào mắt của người này. Và các em có biết tại sao cái đường truyền của tia sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng không các em? Để trả lời cho câu hỏi này, cô mời các em quan sát cái thí nghiệm sau đây. Ở đây ta có một cái đèn pin đang sáng. Ta sẽ dùng một cái tấm chắn, trên cái tấm chắn này có khoét một cái lỗ nhỏ để chắn cái màn kính của đèn pin. Và khi quan sát trên màn, các em sẽ thấy là ta sẽ thấy được một cái vệt sáng hẹp gần như là một đường thẳng. Và cái vệt sáng này nó chính là hình ảnh về đường truyền của tia sáng trong thực tế. Trên thực tế ta sẽ không nhìn thấy một tia sáng mà ta chỉ nhìn thấy được chùm sáng. Vậy chùm sáng là gì? Các em hãy cùng cô đi sang phần 2 nhỏ. Chùm sáng.
Chùm sáng là tập hợp của nhiều tia sáng tạo thành. Cô giới thiệu đến các em ba loại chùm sáng thường gặp, đó chính là chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ và chùm sáng phân kỳ. Và các em thấy mỗi chùm sáng ta chỉ biểu diễn hai cái tia sáng ngoài cùng của mỗi chùm sáng đó. Vậy đặc điểm của các chùm sáng này như thế nào? Các em hãy cùng cô tìm hiểu nhé. Các em quan sát chùm sáng song song. Các em thấy chùm sáng song song nó sẽ có đặc điểm gì các em? À, các em thấy chùm sáng song song nó sẽ gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Còn chùm sáng hội tụ thì sao các em? À, các em thấy chùm sáng hội tụ nó sẽ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. Còn chùm sáng phân kỳ thì sao? Các em thấy nó có đặc điểm gì các em? À, các em thấy là chùm sáng phân kỳ nó sẽ gồm các tia sáng le rộng ra trên đường truyền của chúng. Cô vừa giới thiệu đến các em về các loại chùm sáng cũng như đặc điểm của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang nội dung tiếp theo, đó là ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Một nhỏ các em sẽ tìm hiểu về bóng tối, bóng nửa tối. Vậy khi nào có bóng tối, bóng nửa tối? Các em hãy quan sát cho cô cái thí nghiệm sau đây. Ở đây các em thấy là ta có một cái nguồn sáng là một cái bóng đèn. Ta có một cái miếng bìa và một cái màn trắng. Khi này ánh sáng từ đèn phát ra truyền đến miếng bìa và màn trắng. Quan sát được trên cái màn trắng ta sẽ thấy nó có hai vùng sáng tối khác nhau. Vậy tại sao trên màn trắng lại có hai vùng sáng tối khác nhau các em? À, các em thấy sở dĩ ta có được cái vùng sáng là do cái vùng này nó nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới. Còn vùng tối thì sao các em? À, các em thấy là gì? Vùng tối nó sẽ không nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới do đã bị cái miếng bìa này chắn lại. Từ cái thí nghiệm trên ta rút ra được cái nhận xét như sau. Trên màn trắng đặt phía sau vật cản, vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối. Cô mời các em quan sát cái thí nghiệm tiếp theo. Ở thí nghiệm này, ta thay cái nguồn sáng ban đầu bằng một cái nguồn sáng có kích thước lớn hơn. Thì lúc này quan sát trên cái màn trắng, các em thấy nó sẽ có 3 vùng sáng tối khác nhau. À, tại sao trên màn trắng lại có được 3 vùng sáng tối khác nhau các em? À, cũng tương tự như trên các em thấy, vùng sáng là cái vùng nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới. Còn vùng tối thì sao các em? À, vùng tối là vùng không nhận được ánh sáng từ đèn truyền tới do bị cái miếng bìa này chắn. Còn vùng bóng nửa tối thì sao các em? À, cái vùng bóng nửa tối là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Từ thí nghiệm trên ta rút ra được nhận xét như sau. Trên màn trắng đặt phía sau vật cản, vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới, ta gọi là bóng nửa tối. Và từ hai nhận xét trên chúng ta rút ra được kết luận như sau. Vùng phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới, ta gọi là vùng bóng tối. Còn vùng phía sau vật cản nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới, ta gọi là bóng nửa tối. Và các em thấy là bóng nửa tối, bóng tối, các em quan sát được rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Cô ví dụ, các em thấy là ở đây bóng tối, bóng nửa tối đã được tạo ra từ cái dãy nhà trên mặt đường. Rồi, ở đây các em thấy là gì? Bóng tối, bóng nửa tối được tạo ra từ cái cây. Và các em thấy là bóng tối, bóng nửa tối là ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng. Và từ cái khái niệm này, chúng ta có thể đi giải thích được một số cái hiện tượng thiên văn, đó chính là hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Vậy hiện tượng nhật thực, nguyệt thực là gì? Các em cùng cô tìm hiểu sang nội dung tiếp theo. Nhật thực. Nhật thực là hiện tượng mặt trời vào ban ngày bị mặt trăng che khuất một phần hoặc gần như hoàn toàn. Các em quan sát hình ảnh về hiện tượng nhật thực. Vậy ta giải thích hiện tượng nhật thực như thế nào? Cô mời các em quan sát hình ảnh sau đây. Như các em đã được biết, mặt trăng sẽ chuyển động xung quanh trái đất. Mặt trăng trái đất nhận được ánh sáng từ mặt trời chiếu đến. Khi mặt trăng nằm trong khoảng từ mặt trời đến trái đất, tức là mặt trời, mặt trăng và trái đất thẳng hàng với nhau, thì lúc này trên trái đất sẽ có hai vùng bóng tối và bóng nửa tối. Và khi ta đứng ở trong vùng bóng tối, các em sẽ thấy lúc này mặt trời bị mặt trăng che khuất hoàn toàn, ta nói có hiện tượng nhật thực toàn phần. Còn khi ta đứng ở trong vùng bóng nửa tối, lúc này mặt trời bị mặt trăng che khuất một phần, ta nói có hiện tượng nhật thực một phần. Và từ quan sát trên, chúng ta rút ra được nội dung như sau. Nhật thực là hiện tượng xảy ra vào ban ngày nha các em.
khi mặt trăng nằm trong khoảng từ mặt trời đến trái đất. Ta quan sát được nhật thực toàn phần, một phần khi ta đứng ở trong vùng bóng tối, bóng nửa tối do mặt trăng tạo ra trên trái đất. Vậy hiện tượng nguyệt thực xảy ra như thế nào? Chúng ta cùng đi vào nội dung tiếp theo. Bà nhỏ nguyệt thực. Nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng tròn vào ban đêm bị trái đất dần che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Các em quan sát hình ảnh về hiện tượng nguyệt thực. Vậy hiện tượng nguyệt thực được giải thích như thế nào các em? Cô mời các em quan sát hình ảnh sau đây. Các em thấy là hiện tượng nguyệt thực sẽ xảy ra khi mà trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng, hay nói khác hơn là trái đất nằm trong khoảng từ mặt trời đến mặt trăng. Lúc này mặt trăng không nhận được ánh sáng từ mặt trời chiếu đến, ta nói có hiện tượng nguyệt thực. Vậy khi nào ta quan sát được hiện tượng nguyệt thực một phần, khi nào ta quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần? Cô mời các em quan sát hình ảnh sau đây. Chúng ta quan sát lại cái hình ảnh lúc nãy. Các em thấy khi mà mặt trăng đi vào vùng cái bóng nửa tối do trái đất tạo ra, thì lúc này mặt trăng nó chỉ hơi tối hơn so với bình thường thôi các em. Còn khi toàn bộ mặt trăng nằm trong cái vùng bóng tối do trái đất tạo ra, thì lúc này ta sẽ quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Và khi một phần của mặt trăng nó nằm trong cái vùng bóng tối của trái đất, lúc này ta sẽ quan sát được hiện tượng nguyệt thực một phần. Từ quan sát trên, ta rút ra nội dung bài học như sau. Nguyệt thực xảy ra vào ban đêm khi trái đất nằm trong khoảng từ mặt trời đến mặt trăng. Khi toàn bộ mặt trăng nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của trái đất, ta quan sát được nguyệt thực toàn phần. Còn khi một phần của mặt trăng nằm trong vùng bóng tối của trái đất, ta quan sát nguyệt thực một phần. Và bây giờ để củng cố lại các nội dung các em vừa tìm hiểu, cô mời các em cùng cô giải quyết một số cái bài tập sau đây. Các em quan sát bài tập đầu tiên. Các em thấy là tại sao trong lớp học người ta thường lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng một cái bóng đèn lớn? Để trả lời câu hỏi này thì các em nhớ lại cái nội dung mà chúng ta đã tìm hiểu về bóng tối, bóng nửa tối. Thì các em thấy là gì? Khi mà các bạn học sinh ngồi học hoặc là viết bài, lúc này các bạn học sinh sẽ có thể tạo ra cái vùng bóng tối, bóng nửa tối ở trên mặt bàn. Và điều này sẽ không tốt cho mắt của các em. Nên người ta lắp nhiều cái bóng đèn ở các vị trí khác nhau để làm gì các em? Các em thấy là để tránh tạo ra bóng tối, bóng nửa tối do học sinh tạo ra. Các em qua câu hỏi tiếp theo. Hình bên mô tả việc quan sát hiện tượng nhật thực một phần đang xảy ra. Hình ảnh này cho ta biết mặt đất nơi những người này đang đứng quan sát nằm ở. Câu A, trong vùng bóng tối của mặt trăng. Câu B, trong vùng bóng nửa tối của mặt trăng. Câu C, ở ngoài vùng bóng tối, bóng nửa tối của mặt trăng. Và câu D, ở một nơi trên nửa trái đất đang là ban đêm. Các em thấy là để trả lời câu hỏi này, chúng ta nhớ lại cái kiến thức mà các em vừa tìm hiểu. Đó chính là khi nào ta quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần và một phần các em. Các em thấy là gì? Ta quan sát được hiện tượng nhật thực một phần khi mà chúng ta đứng ở trong vùng bóng nửa tối do mặt trăng tạo ra trên trái đất. Vậy ở câu hỏi này các em sẽ thấy đáp án đúng đó chính là đáp án B. Chúng ta cùng đi sang câu hỏi tiếp theo. Em hãy chỉ ra trên hình mặt trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên trái đất thấy trăng sáng, và ở vị trí nào thì thấy có hiện tượng nguyệt thực. Rồi cô mời các em quan sát. Khi mặt trăng đi đến vị trí số 2, các em thấy là đứng tại điểm A ta vẫn thấy trăng sáng. Còn khi mặt trăng đi đến vị trí số 1 thì lúc này các em thấy là mặt trăng không nhận được ánh sáng từ mặt trời chiếu đến nữa, nên lúc này ta sẽ thấy được hiện tượng nguyệt thực. Và để củng cố lại nội dung bài học hôm nay, cô mời các em quan sát sơ đồ tư duy sau đây. Ở bài 2 và bài 3, định luật truyền thẳng của ánh sáng và ứng dụng, các em cần ghi nhớ cho cô các nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất là về định luật truyền thẳng của ánh sáng. Các em cần nhớ, trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Và các em cần nhớ cho cô cái cách biểu diễn đường truyền của tia sáng
Đó là một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Và chúng ta có 3 loại chùm sáng thường gặp, đó chính là chùm sáng song song, hội tụ và chùm sáng phân kỳ. Và ở trong bài này các em cũng cần nhớ cho cô về cái khái niệm bóng tối, bóng nửa tối. Bóng tối là vùng phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền đến. Còn bóng nửa tối là vùng phía sau vật cản chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền đến. Trong bài này các em cũng cần nhớ cho cô, hiện tượng nhật thực sẽ xảy ra vào ban ngày khi mặt trăng nằm trong khoảng từ mặt trời đến trái đất. Còn hiện tượng nguyệt thực sẽ xảy ra vào ban đêm khi trái đất nằm trong khoảng từ mặt trời đến mặt trăng. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Chúc các em học tập tốt. Hẹn gặp lại các em ở các chương trình siêu trí nhớ học đường tiếp theo. Mến chào các em.